Hello bọn mày, phần 2 đây và tiếp tục là những dấu hiệu mà tao nhận thấy khác lạ từ cái con nhỏ này nhá. Trong quá trình mà cái con nhỏ này nó làm việc với gia đình tao, bọn tao nhận thấy rằng cái con nhỏ này nó là một người rất là thích dùng mạng xã hội và nó dùng mạng xã hội cực kỳ thông minh. Nó chỉ cho bọn tao kết bạn với đúng một cái account Facebook của nó và đúng một cái Instagram của nó, trong khi nó có rất là nhiều account clone. Và nó thường xuyên chia sẻ hình ảnh trên cái trang Facebook đó, cái trang Facebook mà kết bạn với bọn tao đấy. Thì sau một tháng đầu làm việc chung với gia đình tao thì con nhỏ này nó bắt đầu đăng story về con trai của em gái tao. Nhưng mà cái điều bất thường ở đây đó là nó không hề đăng ảnh của con gái tao, mà nó chỉ đăng ảnh của con của em gái tao thôi. Và tất cả những cái mà nó đăng về con trai của em gái tao ấy, nó đều đi kèm với một cái trái tim màu đen vô cùng là kỳ lạ luôn. Tuy nhiên lúc đầu tao nghĩ rằng là nó yêu con của bọn tao, nên là bọn tao cũng ok với điều đấy. Nhưng mà đến khi nó đăng với những cái caption vô cùng lạ lùng thì bọn ta phải đặt dấu hỏi chấm. Và nó hay đăng cái kiểu như thế này nhá: thấy cô mặc áo đi về cho lên, cũng mặc áo đi về theo cô. Và chúng mày hiểu không? Không có một cái ảnh nào về con gái của tao cả, mặc dù nó trông hai đứa bé cùng một lúc. Và thêm một cái điều nữa là khi mà bọn tao thuê cái con nhỏ đấy, bọn tao đã hứa với nó rằng là bọn tao sẽ bao nó ăn tối. Và tao cảm giác rằng là cái con nhỏ đấy nó rất là thích ăn tối ở nhà bọn tao. Và mỗi lần nó đến ăn tối ở nhà bọn tao ấy là nó trưng diện từ đầu tới chân, không thiếu một cái gì. Và con này nó hay post những cái ảnh lên trên Facebook. Nó hay nói cái kiểu như là: hôm nay em cảm thấy rất là vui, hoặc là hôm nay em cảm thấy rất là hạnh phúc. Nhưng mà tất cả những cái ảnh của nó đều đi kèm với một cái trái tim đen, mà sau này tao mới biết được ý nghĩa đằng sau cái trái tim đen đó. Nhưng mà bên cạnh những điều bất thường đến từ cái con nhỏ này thì bọn tao còn nhận thấy những điều bất thường đến từ chồng của em gái tao nữa. Bọn tao thấy cái thằng này tự nhiên là nó rất là thích nấu ăn tối, và tự nhiên là nó rất là thích đi chợ để chuẩn bị bữa ăn tối cho gia đình. Nó thích tụ tập nhiều hơn và nó thích ăn nhậu với cả nhà nhiều hơn. Trước đó thì không nha. Thì tất cả những cái dấu hiệu đó nó chỉ là một cái mức nghi ngờ thôi. Và cái mức nghi ngờ này nó chỉ dừng ở cái việc đó là tao nghi ngờ, chị của tao nghi ngờ, hoặc là em của tao nghi ngờ. Nhưng mà riêng con em gái tao nó lại không nghi ngờ một tí nào cả. Thì cho đến cái ngày định mệnh 19 tháng 2, chính em gái tao là người phát hiện ra cái điều bất thường nhất. Điều đấy là gì thì bọn mày xem ở tập 3 nhé.